Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Ukraine nêu thời điểm có thể bắt đầu đối thoại với Nga. Ukraine để ngỏ phương án sẽ sử dụng giải pháp ngoại giao với Nga khi cuộc chiến giữa hai nước đã kéo dài hơn 2 năm. Kiev có thể đàm phán với Nga sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ, dự kiến diễn ra vào năm nay, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết. Nga trước đó tuyên bố chưa bao giờ loại trừ khả năng thương lượng với Ukraine nhưng không có ý định tham dự hội nghị này. Tháng trước, Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch tổ chức một hội nghị hòa bình cấp cao về tình hình Ukraine vào mùa hè với trọng tâm là công thức hòa bình 10 điểm của Kiev được Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra lần đầu tiên vào cuối năm 2022. Sáng kiến này kêu gọi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine cũng như thành lập một tòa án để truy tố các quan chức hàng đầu của Nga vì phát động cuộc chiến, Nga đã bác bỏ đề xuất này vì cho rằng nó xa rời thực tế. Trong khi đó, cả ngày chính xác lẫn danh sách những người tham gia hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ đăng cai đều chưa được công bố. Ngoại trưởng Thụy Sĩ Inazio Cassis tuần trước cho biết quyết định cuối cùng về vấn đề này, bao gồm cả việc liệu sự kiện có diễn ra hay không, sẽ được đưa ra vào giữa tháng 4. Trả lời phỏng vấn NDTV hôm 28 tháng 3, ông Kuleba nhấn mạnh rằng những bên tham gia hội nghị thượng đỉnh sẽ được tự do lựa chọn những hạng mục mà họ muốn thực hiện liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine, ví dụ như giải quyết vấn đề an ninh lương thực hoặc năng lượng hoặc trao đổi tù nhân. Theo ông Kuleba, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sẽ thành lập các nhóm và kế hoạch hành động tương ứng với từng lĩnh vực. Sau đó, giữa hội nghị thượng đỉnh thứ nhất và thứ hai, việc liên lạc với Nga có thể diễn ra theo các quy tắc được các bên tham gia đồng ý. Ông nói, đồng thời nói thêm rằng, chúng ta phải đảm bảo rằng Nga không có cơ hội cản trở tiến trình hòa bình như vậy. Ông Zelensky đã cấm mọi cuộc thương lượng với chính phủ hiện tại của Nga kể từ mùa thu năm 2022. Moscow khẳng định lập trường sẵn sàng đàm phán với Kiev. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hồi đầu tháng cho biết Moscow sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ đăng cai, ngay cả khi được mời, lập luận rằng nó sẽ thúc đẩy công thức hòa bình của ông Zelensky, điều Moscow coi là tối hậu thư. Ngoài ra, bà Zakharova nhấn mạnh Thụy Sĩ, quốc gia tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Moscow, khó có thể đóng vai trò là nền tảng cho các nỗ lực gìn giữ hòa bình. Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ cuối tháng 2 năm ngoái với mục tiêu phi quân sự hóa và phi phát xít hóa quốc gia láng giềng. Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận thực tế mới về lãnh thổ. Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk sáp nhập vào Nga hồi tháng 10 năm ngoái và bán đảo Crimea sát nhập vào năm 2024 sau các cuộc trưng cầu dân Ý. Ukraine bác bỏ những điều kiện này, tuyên bố hoa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea. Ngoại trưởng Nga chỉ trích kế hoạch hòa bình của Ukraine. Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng, kế hoạch hòa bình do Ukraine đề xuất là vô nghĩa vì nó dựa trên những quan điểm không thể chấp nhận. Trả lời phỏng vấn Nhật báo Ivestia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, việc Ukraine yêu cầu Nga rút quân khỏi các khu vực mà nước này đã giành quyền kiểm soát là không thể chấp nhận. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình được đề xuất sẽ không thành công cho đến khi các căn cứ cơ bản của nó được thay đổi, bao gồm cả việc cho phép Nga tham gia, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh. Ông tuyên bố, trong mọi trường hợp, Nga sẵn sàng tổ chức các cuộc thảo luận, nhưng không dựa trên cơ sở công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Không có chính trị gia nghiêm túc nào ở Washington, Brussels, London, Paris hay Berlin có thể nói rằng không có giải pháp thay thế nào cho công thức hòa bình Zelensky, ông Lavrov khẳng định. Ông Lavrov cũng bác bỏ các điều khoản trong kế hoạch kêu gọi Nga rút khỏi lãnh thổ mà nước này đã kiểm soát, bao gồm cả bán đảo Rum và khôi phục biên giới hậu Liên Xô năm 1991 của Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky bác bỏ mọi quan điểm đàm phán với Nga trên bất kỳ cơ sở nào khác ngoài kế hoạch hòa bình mà ông đề xuất. Kế hoạch hòa bình này còn có một biện pháp nhằm buộc Nga phải chịu trách nhiệm về chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Ngoại trưởng Lavrov cho biết, ông đã gặp các quan chức và nhà ngoại giao từ Thụy Sĩ và được đảm bảo rằng Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình mà nước này đồng ý đăng cai sẽ có sự tham gia của Nga và sẽ được tiến hành theo các điều kiện thực tế. Ông cho biết, các quan chức Thụy Sĩ đã nói, chúng tôi hiểu rằng không thể giải quyết được gì nếu không có các bạn. Điều đó thật không công bằng, Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng các đề xuất của Mỹ nhằm thảo luận về các họ thuận vũ khí, tách vấn đề vũ khí ra khỏi cuộc xung đột Ukraine là vô nghĩa. Đó là một trò đùa và phản ánh việc những con người làm việc trong chính quyền ở Washington xử lý không hiệu quả các chính sách đối ngoại. Tất cả những điều này bắt nguồn từ thực tế là chính sách đối ngoại của Mỹ đang được những người không biết làm ngoại giao chỉ đạo, ông nhấn mạnh thêm. Nga có thể sắp đánh lớn trên toàn tuyến Ukraine. Báo Economist của Nga nhận định, Nga có thể đang chuẩn bị tấn công quy mô lớn toàn tuyến ở Ukraine vào mùa hè sau khi chiến sự tạm lắng xuống trong mùa xuân. Trong bài viết đăng tải ngày 28 tháng 3, báo Economist cho biết, vào mùa xuân, cường độ giao tranh ở Ukraine giảm xuống do thời tiết mưa, địa hình lây lội, khiến cả Nga và Ukraine đều khó di chuyển thiết bị quân sự hàng nặng. Tuy nhiên, điều này sẽ không kéo dài khi xuân chuyển sang hè nga có thể sẽ tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn mới giống năm ngoái lần này khả năng cầm cự của ukraine dường như kém hơn so với năm ngoái đó là lý do tại sao ukraine cần khẩn cấp huy động thêm quân và xây dựng hệ thống phòng thủ tiền tuyến vững chắc hơn bài báo viết bài báo cũng chỉ ra việc phương tây chậm trễ viện trợ cho ukraine kéo theo rủi ro bởi vì nga có thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ không đầy đủ của ukraine Mặt khác, Economist lập luận, Ukraine không thể đổ lỗi hoàn toàn cho các đồng minh. Họ cũng có những sai lầm và một trong những sai lầm đó là thất bại về nhân lực. Ukraine cũng chậm trễ trong việc tăng cường các vị trí phòng thủ. Theo Economist, giới lãnh đạo Ukraine hiện giờ vẫn tập trung cho kế hoạch tiến hành một đợt phản công mới và lo ngại chiến tiến hiện nay trở thành biên giới trong tương lai. Ý tưởng cho rằng đường ranh giới này có thể trở thành nền tảng cho một cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai chính là điều mà tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn tránh, nhưng mối nguy hiểm hiện nay quá lớn nên đây là lựa chọn ít tồi tệ nhất, bài báo phân tích. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 28 tháng 3 cho rằng Nga có thể mở đợt tấn công mới vào tháng 5 hoặc tháng 6. Ông cho biết thêm, Ukraine đang phải cố gắng ổn định tình hình nhiều nhất có thể, bắt đầu chuẩn bị các lữ đoàn để đối phó với đợt tấn công mới của Nga trong bối cảnh thiếu hụt vũ khí đạn dược. Mặt khác, ông khẳng định quân đội Ukraine hiện nay tốt hơn cách đây 2-3 tháng. Đầu tháng này, tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Paliut tuyên bố lực lượng Ukraine sớm lấy lại thế cân bằng trước đà tiến của Nga, hướng tới tổ chức phản công trong năm 2024. Chúng tôi sẽ sớm ổn định tình hình, chúng tôi sẽ làm mọi cách để giúp binh sĩ sẵn sàng tác chiến tích cực hơn và nắm thế chủ động, ông Baliut nói. Tuyên bố được ông Baliut đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang rơi vào thế bị động trước đà tiến của Nga sau khi để mất thành trì Avdiivka ở miền đông. Tướng Baliut cho biết, mục tiêu trước mắt của quân đội Ukraine là rút một số đơn vị đã mất năng lực chiến đấu khỏi tiền tuyến, tái trang bị và bổ sung nhân lực để chuẩn bị cho kế hoạch phản công trong năm nay. Giới quân sự và chuyên gia phân tích phương Tây cho rằng, ở thời điểm hiện tại, Ukraine nên tập trung phòng thủ để đối phó với viễn cảnh một cuộc tấn công phối hợp mới của Nga. Đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và nhân lực, Ukraine đang cấp tập gia cố tuyến phòng thủ trong lúc chờ viện trợ và sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài. Các công trình bao gồm hàng rào răng rồng, hào chống tăng, chiến hào bộ binh, bãi mìn, các vị trí phòng thủ kiên cố. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Ukraine đã quá chậm trễ trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ Cuối cùng họ cũng bắt đầu xây dựng công sự, nhưng có lẽ đã muộn rồi. Họ mới bắt đầu công việc này vào tháng trước. Ivana Kilimbus Tisade, một nhà lập pháp đối lập ở Ukraine, nhận định. Ukraine cáo buộc Nga lần đầu tập kích Kharkov bằng bơm lai like tên lửa. Giới chức Ukraine cáo buộc Nga lần đầu sử dụng loại bơm dẫn đường mới có tính năng giống tên lửa tập kích Kharkov kể từ khi chiến sự bùng phát. Theo người đứng đầu cơ quan quân quản Quảng khu vực Kharkov Oleg Shinihubov và phó cảnh sát trưởng quốc gia khu vực Kharkov Shehi Povidov, quân đội Nga ngày 27 tháng 3 đã lần đầu tấn công thành phố này với UMBB D-30, một loại bơm dẫn đường mới. Các quan chức địa phương nói rằng một người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương sau vụ tấn công, một số nơi bị mất điện. Họ đã sử dụng vũ khí lai giữa bơm dẫn đường trên không và tên lửa. Tôi có thể gọi đó là bơm bay, ông Timosko cho biết. Thống đốc khu vực Olay Senehubov cáo buộc Nga bắn quả bơm lai tên lửa vào khu dân cư, làm hư hại 14 tòa nhà, một cơ sở y khoa. Nga chưa bình luận về tuyên bố nói trên, họ nhiều lần nhấn mạnh không nhằm vào mục tiêu dân sự mà chỉ tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine. Theo các chuyên gia quân sự, UMBB-D30 là một tên lửa hành trình đơn giản dựa trên bơm trên không, FAB-250 có thêm cánh lượng, động cơ phản lực và hệ thống định vị. Bản chất của vũ khí này là Nga gắn lên các quả bơm không dẫn đường, một thiết bị giúp nó có khả năng định vị và lượng vào mục tiêu. Cơ chế UMBB tương tự với các thiết bị mà Nga trang bị cho các quả bơm kích thước lớn như FAB-500 trở lên. Ngoài ra, các blogger quân sự Nga cho biết, bơm gắn UMBB có thể được phóng đi từ cả máy bay và hệ thống tên lửa phóng loạt trên mặt đất MLRS như Tornado S và SMED. Đặc điểm chung của các loại bơm lượng thông minh là chúng có tính năng giống như tên lửa hành trình nhưng có giá rẻ hơn rất nhiều lần. Nga đang tăng cường sử dụng bơm dẫn đường thông minh để tấn công Ukraine. Đây là vũ khí mà nhiều binh sĩ Ukraine thừa nhận gây ra mối lo ngại lớn. Hồi giữa tháng này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Trung tướng Ivan Havilut cho biết trong 77 ngày đầu tiên của năm 2024, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng tới 3.500 quả bơm gắn thiết bị dẫn đường để tấn công Ukraine. Con số này nhiều gấp 16 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trung bình, Nga đang ném xuống các mục tiêu của Ukraine 50 quả bơm dẫn đường mỗi ngày, gây tàn phá nghiêm trọng trong các phòng tuyến của Kiev. Ukraine nói Nga đang cố phá vòng tuyến để tiến về chasoja Quan chức quân đội Ukraine cho biết tình hình gần Chasovia đang rất căng thẳng khi Nga cố phá vòng tuyến để tiến về thành phố nằm ở phía tây Bakhmut. Tình hình liên quan đến Chasovia rất khó khăn và căng thẳng. oles Kalashnikov, sĩ quan phụ trách truyền thông của lữ đoàn pháo binh số 26 Ukraine ngày 25 tháng 3 cho biết đối phương đang cố gắng vượt qua vòng tuyến của chúng tôi để tiếp cận Chasovia, theo Kalashnikov. Nga tăng cường sử dụng bom dẫn đường với công suất phá cao trong khu vực và thả chúng xuống những khu vực đông dân cư và công sự kiên cố của lực lượng Ukraine. Kênh Riba của Nga cùng ngày cho biết, các đơn vị Nga đang tiếp tục tiến về phía thành phố Chasovya, kiểm soát hơn một nửa làng Bondanoka. Lực lượng Ukraine vẫn giữ vị trí phía tây nam làng Bondanoka, song đang rút dần về vị trí đã chuẩn bị sẵn gần Chasovya. Ukraine rút về thành phố Chasovya sau khi nga kiểm soát bắt mút vào tháng năm 2023. Thị trấn Ivanozkoy và làng Pondanoka cách Chasovya vài km về phía đông. Nếu giành được Chasovya, nga sẽ tăng thêm áp lực lên Kramatorsk, đô thị lớn cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát ở vùng Donbass quân đội Ukraine buộc phải chuyển sang thế phòng thủ trong vài tháng qua khi chật vật với tình cảnh thiếu đạn, còn gói viện trợ quân sự 60 tỷ USD vẫn mắc kẹt ở Quốc hội Mỹ. Trong khi đó, Nga gần đây mở nhiều mũi tiến công dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km, đạt nhiều thành công và kiểm soát thêm một số khu dân cư. Nga gần đây cũng tăng tần suất tập kích nhằm vào hạ tầng của Ukraine, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nga sử dụng gần 190 tên lửa, 140 máy bay không người lái UAV và thả gần 700 quả bom dẫn đường nhằm vào mục tiêu ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các vụ tập kích nói trên nhằm trả đũa những vụ pháo kích và xâm nhập gần đây của đối phương. Viện nghiên cứu chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ nhận định, Nga đang nhằm mục tiêu đánh sập hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhưng lúc họ thiếu đạn và vũ khí phòng không. Nga tuyên bố phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở Verbo hạ hơn 17.000 UAV quân đội Nga đã phá vỡ phòng tuyến của quân đội Ukraine ở phía tây bắc Verbo thuộc khu vực Zaporizhia và tiến thêm được 2 km. Ông Vladimir Rorok, chủ tịch phong trào We are Together with Russia, nói với Stas ngày 25 tháng 3. Quân đội của chúng tôi đã xuyên thủ phòng tuyến của quân đội Ukraine ở Tây Bắc, Verbon và tiến được 2 km. Họ đã kiểm soát được ít nhất 5 thành trì. Ngoài ra, đối phương đã chịu tổn thất nặng nề về lực lượng ông Vladimir Zhorok cho hay, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là thành công duy nhất của quân đội Nga theo hướng Zaporizhia. Theo ông, một số thành công đã đạt được ở Tây Bắc Robotai. Tại đây, quân đội Nga đã cải thiện được các vị trí của mình. Họ cũng tiến công được một chút gần Staromarska. Bộ Quốc phòng Nga vào cuối tháng 2 2024 thông báo các lực lượng của Moscow đã giành được chỗ đứng tại Robotai trong một chiến dịch tấn công quân đội Ukraine đã không thành công trong việc giành lại các phòng tuyến đã mất sau khi tăng cường lực lượng từ các hướng khác tới khu vực này. Ngày 22 tháng 3, theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị của nhóm tác chiến phía đông đã giành được Minoy ở Zaporizhia và cải thiện các vị trí trên tuyển tuyến theo hướng phía nam Donetsk. Trong khi đó, cũng theo cơ quan này, Nga đã phá hủy hơn 17.000 UAV của Ukraine từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 2022. Tổng cộng, các mục tiêu sau đây đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, gồm 577 chiến đấu cơ, 270 trực thăng, 17.011 UAV, 489 hệ thống tên lửa đất đối không, 15.598 xe tăng và xe bọc thép, 1.256 hệ thống tên lửa phóng loạt, 8.521 pháo giả chiến và súng cối, cùng 20.192 phương tiện quân sự đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga cho hay cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cuộc sống hôm nay của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo